ngon. Vô, mời bạn nha. Dâu tây nhà Trồng. Ngon lắm. Thơm lắm. Ngon lắm. Tuyệt vời. Quả nào to không? Vô, bạch tuyết nè. Đó là bạch tuyết, đó là bạch tuyết, đây là dâu Đài Loan nè. Đây còn nhiều nè. Ngon không? Ngon. Ngon không? Wow, quả to thế. Mời các bạn. Mời các bạn uống ăn nhé. Quả này là bán là dâu bạch tuyết. Đúng rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Vô, vô, vô. Ngon. Ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Vời, tiếp tục đi. Ngon quá. Quả to nè. Wow, quả đấy là dâu Đài Loan á. Dâu Đài Loan to. To quá. Quả đây cũng to nè. 12 quả to luôn nè. Ngon. Ngon. Muốn đi ăn một quả bạch tuyết đi. Vô, mời bạn các bạn cùng ăn nha. Tôi không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ngon. Ôi dồi ôi. Rồi tiếp tục. Đây là quả. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi sẽ ăn liền. Ăn nha. Ăn nha. Còn một quả nữa thôi. Là hết rồi. Hết rồi. Quả cuối cùng. Vô. Mời các bạn ngoan nào. Quả dâu bạch tuyết nào. Ăn cùng mấy bé bắp nào. Quá. Wow. Sao thế? Dở quá. Dở hả? Ăn lại xem nào. Dở không? Rồi được. Không phải là dở đâu mà là có cái phần đấy nó hơi bị đắng á. Đúng không? Rồi.